Các bạn, hôm nay mình thu hoạch mơ nha các bạn. Đây mơ ở phía ngoài nó chín quá trời chín luôn bà ơi, nó vàng hết rồi. Rồi bây giờ thôi mình đi kiếm trái nào vàng á thì mình hái nha. Nãy giờ mình hái cũng được mớ nè, với lại chim nó ăn đó các bạn. Chim nó ăn dữ lắm. Đây. Nó nằm trên đây nè. Nãy giờ mình gỉ xuống mình hái. Với lại nó cũng mềm và ngọt hả bạn ơi. Mình không hái á, mấy con chim nó mấy chim nó hái hết rồi, mình mấy chim nó mổ á, nó cháy vàng vàng gì là mình hái rồi, để mấy trái gì ăn được rồi. Mấy em trên đây, ấy giờ, thế à, mấy em gì là mình ăn được rồi nhớ bạn. Nó vàng vậy nó ngọt lắm nha. Rồi, để mình ăn thử cho các bạn xem. Sao ăn coi. Đây vậy. Đây để mình cắn thử cho các bạn xem nha. Ngon không bạn? Ngọt ngay không? Cái trái này kêu là apricot đó bạn, tiếng Việt Nam mình dịch ra là trái mơ nha. Trái này ngọt ngay rồi bạn. Đã. Phía ngoài đó nhiều lắm mà, phía ngoài nó chín nhiều lắm, ở ngoài đường á người ta hái hết rồi, mấy người ta đi qua đi lại á người ta hái, không sao nhiều lắm, chứ ăn cũng đâu có hết đâu, ai hái đều hái quá. Cái chùm này tối trên trời, cái chùm này chín hết rồi, chim nó ăn quá trời nè. Ây da, thấy không? Ây da, đụng tới là nó rụng bạn ơi. Ây da, ây da, mình đụng tới là nó rụng tứ lung tung rồi. Còn mấy này mấy con chim hay lắm nha, nó lại là nó quất láng hết à. Mấy biết mấy trái này nó tiều. Trái mềm mềm trên đó rồi. Thôi giờ ăn nhiêu đây thôi, mai mốt hái tiếp bà, giờ làm biếng rồi. Mình thấy có nhiều em cũng đã chín vàng, mấy em chim xuống quất rồi. Mấy em chim sổng tay trên mình rồi. Thì khi trái nó vàng như vậy bà thì mình hái được rồi nha. Đây bà, trái nó vàng rồi, thấy không, giống như mấy trái này nè, đó, chim nó đã quất rồi bà. Đây. Thế bạn, bây giờ mình phải bắt thang lên mình hái nó bạn ơi, thì nó cũng hơi cao quá, mình để cái gỗ trên đây đi, giờ mình đi hái mấy trái nào mà chín chín mềm mềm đó bà, cái trái gì nè, chín chín mềm mềm thì mình hái được rồi nha, nếu hôi chim nó ăn hết rồi. Đây bà, đây đây là mấy cái mơ nha bà, bên đó có trái, mấy trái nào mà mình bóp mình thấy nó mềm mềm á đó là mình bẻ. Đây mềm bẻ. Dạ mềm mềm là bẻ. Có gỗ phía sau bỏ vô luôn.
mấy trái nào mềm mềm là mình dứt nó bà. Rồi mấy trái này cũng ngọt ngay rồi nha, mấy trái này cũng dễ ăn lắm. Tiếng Việt Nam mình đó, mình tra từ điển thì nó dịch ra là trái mơ nha các bạn, trái mơ. Rồi mình giờ thang qua bên kia mới được. Các bạn giờ mình lên phía bên đây mình hái nó nha, mình thấy có mấy trái cũng ok nè, trái này mềm nè, cũng bự bự nè, thấy màu đẹp quá không ạ, thấy đây, trái này mềm quá mềm luôn, trái này bị chim ăn rồi, nó mổ rồi, mấy chim nó sổng tay trên mình đó bạn. Còn em nào mềm nữa không? Mềm mềm là ra đây mấy. Không khỏi mà không mình đi chi quét. Đây. Đây mềm. Phía xa xa đây nè. Không mới trái cũng mềm mềm nữa. Thấy không? Trái này chim nó ăn hết rồi. Trong đây nó cũng có con trái bự nữa bà, nó mềm chưa nè, nó cũng mềm mềm mà, trái này quá bự rồi, hai trái luôn, mấy trái mà nó nằm trên cái thân chính đó bà là nó bự lắm, nó nằm giống như cái thân vậy nè, để trái bự hơn mấy trái thường. Ok, tiếp tục cuộc hành trình các bạn ơi, mấy trái này cũng bự bự rồi nha, nhưng mà nó chưa mềm, mình phải đi kiếm trái mềm mà, cái này thì quá mềm luôn. Mấy trái gì ngon đó, mấy trái gì mềm mà, để mình đem vô đây. Ở phía bên đây nhiều lắm các bạn, nhưng mà mình đưa cái thang vô không được. Ở phía bên đây là rất là nhiều luôn. Để mình coi bên đây chín chưa. Chưa đâu. Bên kia chưa có trái vàng. Còn ở phía ngoài. Phía ngoài người ta bẻ hết đâu à. Ở trên đây. Ở phía trên đó thì phía này là trái chín nhiều luôn. Ok bạn, giờ mình đưa thang vô đây được rồi, giờ mình leo lên mình đi tìm nha, tìm cái trái mà nó mềm á bạn, nó mềm thì mình hái đây. Cái trái mềm mềm thì nó mới chín đó bạn, thấy không, đây mềm, đây mềm, cái trái mềm mềm gì thì nó mới chín. Trái này mềm quá nè. Rồi mình đem cái này lên luôn. Không trèo lên trèo xuống rồi. Để đây. Để đó được. Ok. Nghĩa chắc được rồi. Trái này cũng mềm luôn. Mềm là mình phải hái nha, để mồi chim á. Nó tới nó ăn đó bà. Ở đây chim nhiều lắm. Nó chưa mềm mà nó cũng quất rồi. Ở bên kia xa quá sao hái đây ta. Cái chai này mềm hết rồi. Thì cái màu của nó đổi quá, với lại nó mềm lắm. Trái trên đây không, mình không ăn á các bạn, thấy mấy con chim là nó ăn nè, nó mổ bành chành siêu quách rồi, thấy không,
rồi mình đi lên mình đánh mấy cành này đó bạn. Ây da, yeah, mấy cành này à? Mấy cành này mềm dữ lắm bạn. Mình nắm rồi. Ok, gớt. Buông ra là nó gớt rồi bà. Ôi dồi, tiêu. Xong sao không? Gớt hết rồi. Phải lụm lên bà. Thôi đến hồi lụm sau đi. Trời này mới hái có một chút xíu đổ mồ hôi quá. Mình xét cam này coi nó ra rễ chưa ta. Mà cho chắc chưa ra đâu. Tại mình mới chiết cách đây cũng không có bao lâu. Mình nghĩ khoảng chừng tháng rưỡi rồi. Có ra gì không? Hình như mới ra đựng cộng hay cộng các bạn ơi. Phải đợi các bạn ơi. Đâu có nhanh dữ gì. Ra mình nhớ chừng tháng rưỡi à. Tháng rưỡi rồi. Cỡ đó. Đây là mấy trái táo Fuji các bạn. Táo Fuji. Cái này mình bẻ cũng nhiều lần lắm rồi mà mình không có quay video lại đó bạn. Rồi hôm nay thôi mình làm cái video. Cái này mình bẻ nó mình phải bóp nha bạn. Bóp nếu nó mềm mình hái nha. Chứ nó không mềm á ăn nó không ngon. Mấy cái này mềm hết rồi. Thôi mình nghỉ nhiêu đây được rồi bạn ơi. Rồi cái gì mai mốt ăn nữa hái tiếp. Chưa chui vô đây từ nãy giờ cũng nó hơi nổi sảy quá. Nóng quá trời nóng. Như hai trái trong đây thấy cũng hơi bự to to nè. Nó mềm mềm chưa. Nó mềm mềm mà. Mềm mềm thì hái được rồi bạn. Cái trái gì nè. Ok bạn. Thì thôi mình hái như đây mình ăn thôi bạn. Khi nào mà mình muốn ăn nữa mình hái tiếp còn nhiều lắm. Bạn thấy không? Xa xa còn rất là nhiều. Nhưng mà cái này mình ăn không hết đâu bạn ơi. Đây. Quá nhiều. Hôm nay có bên đó chín nhiều lắm rồi. Hôm nay chín nhiều nè. Thôi để mình qua bên đó mình dứt bên đó luôn cho. Oh my god. Này trái chín nó rụng nhiều quá nè. Được có ông nó lên nó dứt mình phát là mệt lắm á. Lạ ha. Có con ông mà mình không dám tới đó. Rồi nó chích mình phát là mệt à. Rồi trái này cũng mềm luôn nè. Trái này chín rồi bà. Khi trái mấy trái mơ này á, mà mềm mềm á là nó chín nè. Wow, cái này là ngọt ngay luôn á bà. Cái này nè. Cái màu gì là ăn là khỏi chê luôn. Mình lên trên mình hái cho bà. Nên chắc mềm hết. Đúng rồi, mềm hết rồi. Rồi trên đây là mềm. Chín rồi, hết rồi. Mềm hết trơn rồi.
Rền đây cũng quá trời trái nè. Trái từ bự bự to to không nữa bà. Thấy không? Hồi nhiêu đây đủ rồi bạn ơi. Thôi mình chui ra. Chui ra. Hồi còn trẻ các bạn chui đồ này nọ thấy ok lắm. À, bây giờ già đó chui cái mỗi lần chui cái thấy nó mệt. Ok bạn. Mình kiếm cũng được gỗ gì vậy bà. Cũng có trái bự trái nhỏ để mình ăn thử trái cho các bạn xem nha, để mình rửa mình xử trái cho các bạn xem. Để mình đem ra trước đi. Đã quá bà. Cái này là mơ Mỹ nha các bạn. Mơ Mỹ. Các bạn để mình xịt nước mình rửa em nó một chút nha. Xịt rửa cho ba cái bụi nó bay ra hết đó các bạn. Trời này nước hơi nóng. Các bạn để mình ăn trái mình review cho các bạn xem nha. Ok các bạn. Ở trái bự đi Việt Nam ham to đi. Ở trái ok. Lấy trái bự đi Việt Nam ham to. Dạ. Yeah. Đấy bà. Đây là cái trái mơ nữa bà. Bà thấy không? Đây, nó có cái hộp ở trong nè. Rồi bây giờ mình chỉ lấy cái hộp ra. Rồi mình cạp thôi. Ngon bà. Ngọt. Ngon.